lên mà nó hắt ướt hết nhà rồi. Ngập đường rồi kìa. Wow. Ô tô để coi như là ngập cái bánh xe rồi. Mình đi chút nhớ đây. Chúng ta đây xem mưa hay lắm đấy ạ. Đấy, ô tô kìa, ô tô bơi ở trên hồ kìa. À, đường phố như kiểu biển nước ấy, kinh khủng cơ kìa. Wow. Mưa bão hay sao? Bách ra xem có phải bão không ấy. Wow. Ô tô kia là để là bị ngập bánh xe luôn rồi kìa. Đó. Để đánh xe để mà vào trong nhà xe thôi. Để kia là ngập á. Wow. À, ướt hết rồi. Chưa từng thấy mưa to như thế này. Như là bão ấy nhỉ. Nó sấm chớp đấy chứ. Trà nó cha đi này ít kỳ tử quá, phải cho thêm kỳ tử nữa, băng nhãn kỳ tử này, hoa cúc này, táo tàu này. Cái vị bánh nhà rất là thơm nhé. Trắng. Đây là hộp vàng, trắng.
rồi. Trứng, trứng không cho cái gì ạ? À? Quy chuẩn của anh đấy. Nấu được. Này được chưa? Ngon không? Nhìn cái bánh nó đẹp không? Quả trứng này mẹ ốp không? Vừa chưa? Có thấy quả trứng này mẹ ốp vừa không? Không chín đâu, con chọc nó ra nó vẫn còn có ít nước đấy. Thử đi, thử lấy cái dĩa chọc chọc nó nào. Ấn vào, ấn lại. Đấy, thấy chưa? Nó ăn trứng luôn đi con. Ăn trứng trước đi cho nó nóng. Đấy, ăn trứng trước đi con. Con thêm cái gì nữa không nghe ấy được một cái gì.